Chào các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục hướng dẫn các bạn với phần mềm Illustrator để chúng ta thiết kế 2D, tức là thiết kế về đồ họa cho những cái phần như là tạp chí, bìa, rồi nội dung dàn trang sau này. Các bạn theo dõi kênh của tôi thì các bạn sẽ có thể học được đồ họa mà không cần phải đi học đến bất kỳ một trung tâm nào, cũng như là bất kỳ một cái cơ sở giáo dục nào. Đấy, các bạn học trên này là đủ rồi. Hôm nay tôi xin giới trình bày các bạn chúng ta tạo một cái mẫu bìa nói về một cái công ty về địa ốc. Thế thì khi chúng ta làm bìa này, chúng ta sẽ tưởng tượng trong đầu chúng ta là phải bố trí các hình khối hài hòa. Ví dụ như là hình khối ở góc này thì nó phải cân xứng với góc dưới, và phía trên này chúng ta sẽ lượn xuống phía dưới này. Đấy, các bạn chú ý nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái là một hình khối. Ta đặt hình khối vào đây. Đấy, đặt hình khối này vào đây. Sau đó thì các bạn chọn cho tôi hai khối này. Khối này. Đấy. Các bạn có thể là đặt cái hình khối khối cứng, tức là góc nó không bo tròn. Đấy. Thì chúng ta có thể vuốt nó dễ hơn, bo tròn chúng ta sẽ tính sau. À, ta để như này nhé. Tiếp sau đó thì các bạn chọn công cụ A. A là chọn nhấp vào đây cho chọn. À, chúng ta dần undo lại nhé. À, tôi làm lại các bạn nhìn. À, sau đó chúng ta dùng một cái hình khác ở đây. Hình này để làm nhiệm vụ là đánh dấu. Chúng ta cho Ctrl móc vuông xuống để chúng ta đánh dấu, để chúng ta kéo hai này về đây tạo thành một cái khối có mũi tên. Thế sau đó các bạn ấn Ctrl 2 để lắp cái đường gai này lại. Rồi bây giờ chúng ta chọn hình này. Ở hình này thì các bạn đánh dấu cho tôi bằng tay vào đây một cái, hai cái để chúng ta khóa hai cái đầu này lại. Bước tiếp theo là chúng ta chọn phần giữa và các bạn dùng phím này, các bạn kéo, các bạn dùng A nhé, A là cái direct này. Đấy, các bạn kéo thẳng lại. Đấy, tương tự đây A cũng kéo thẳng lại. Sau đó các bạn xóa cái nút này đi, các bạn bấm đôi, đấy, bấm một phát nữa để nó bật nút, tức là chúng ta dùng cái con bút này pen tool để chúng ta bấm vào. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho scope của cái hình này to lên bằng cách các bạn chọn màu trắng, sau đó các bạn chọn cho tôi cái công cụ về scope. Đấy, các bạn chọn to lên. Được rồi, bây giờ đến lượt này. Chúng ta sẽ tô nó với một cái màu khác biệt nào đấy để chúng ta nhận ra cái khối này. Chúng ta cho vùng này. Đối với khối này, bây giờ ta mới cho stroke là bật cái nút stroke lên. Stroke là đường viền, giống như outline. Sau đó các bạn cho cái này lên, các bạn đặt nó to lên. Đấy, cho nó màu trắng. To này vẫn hơi nhỏ, chúng ta có thể to lên 0.7. Ok, đấy là xong cái hình đó. Bây giờ các bạn sẽ vẽ một đường trung tâm, một hình khối màu trắng trung tâm. Khối màu trắng trung tâm. Ở đây các bạn cho stroke của nó nhỏ lại. Ta cho stroke nhỏ lại nhé, bằng cách các bạn nhấp vào đây, các bạn cho stroke 0.1. Đấy, và màu tô của chúng ta cho màu trắng. Phần tiếp theo, khi mà cái hình này nó đã vào ở phần rìa này rồi, chúng ta để một cái khoảng trắng ở đây để tạo hình cho nó. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái hình này xuống dưới
bằng cách ấn Ctrl móc vuông mở. Móc vuông mở. Rồi các bạn tạo cho tôi một hình màu xanh phía trên. Xanh phía trên với màu xanh đậm. Đó. Chúng ta cho xuống dưới cùng. Cho xuống dưới cùng. Đó. Khi cho xuống dưới cùng rồi thì chúng ta thấy màu xanh đậm này đã được in phần phía dưới. Bây giờ đối với hình này, hình này thì các bạn chú ý cho tôi, khi chúng ta đưa một hình ảnh phía sau dưới cái hình này thì nó sẽ trở về chớp mỏng ban đầu. Chính vì vậy chúng ta sẽ copy hình này ra làm đôi bằng cách các bạn nhấn phím Alt trên bàn phím kéo dịch ra. Sau khi kéo dịch ra rồi thì các bạn lết, bạn lết, lết một cái hình, một hình địa ốc. Chúng ta có thể cho hình này. Đó. Ở hình này dưới dạng có đường gạch, có nghĩa là nó link. Các bạn ấn Embed cho tôi. Đó. Thì cái hình ảnh này sẽ được vào trong. Bây giờ ta sẽ cho nó cùng với cái hình này để nhốt nó vào bên trong đây. Ta cho hình này lên trên bằng cách giữ Ctrl móc vuông đóng. Rồi chúng ta cho cái hình này chúng ta kéo rộng lên một chút nữa. Giữ Shift để cho nó khỏi bị méo hình. Phần tiếp theo các bạn chọn hai hình. Rồi vào Object chúng ta chọn Clip Mask. Thì chúng ta thấy là biểu tượng của tòa nhà đã được nằm ở bên trong. Chúng ta chọn cái hình này cùng với cái hình ban đầu phía trên. Là hình này nhá, với cái hình phía dưới lúc đầu. Chúng ta chọn top. Chọn top. Chọn left. Đó. Để cho nó đi vào bên trong. Hoặc chúng ta chọn top. Chúng ta chọn phần bên phải bằng cách chúng ta chọn đây. À, thế thì đây nó nằm bên phải rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa cái hình này bằng cách các bạn chọn vào hình, chọn Object, chọn Clip Mask, chúng ta chọn Edit Content. Edit Content lúc này các bạn đẩy cái hình sang bên trái. À, khi nó đẩy các bạn nhìn thấy là toàn bộ hình ảnh được nhốt bên trong hình khối đây. Đó. Thế là chúng ta đã xong cái phần bố trí hình ảnh. Bây giờ hình này các bạn sẽ copy một hình, vẽ một hình chữ nhật phía dưới. Vẽ copy một hình chữ nhật phía dưới. Dưới dạng từ đây đến đây. Dạng từ đây đến đây. Phần tiếp theo của các bạn. Phần tiếp theo của các bạn, chúng ta sẽ làm một hình mồi, tức là chúng ta sẽ làm một hình chữ nhật màu khác đặt lên đây. Đó. Chúng ta cho màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây này là để làm cái mồi thôi, để chúng ta cho nó xuống phía dưới bằng cách Ctrl móc vuông xuống. Khi xuống dưới rồi thì chúng ta khóa bằng cách ấn Ctrl và số 2 để khóa cái mồi này lại. Trong hình này bây giờ chúng ta dùng pen để chúng ta nhấp vào hai phía trên cho thẳng hàng. Bước tiếp theo các bạn chọn phần giữa trung tâm có đường line hướng dẫn màu đỏ. Các bạn nhấp vào đây xóa này. Nhấp vào đây xóa đây. Đó. Với công cụ pen. Và bây giờ chúng ta đã tạo hình cho nó ở đây. Bây giờ các bạn sẽ vào Object. Các bạn chọn Unlock. Các bạn xóa hình này đi. Xóa hình này đi. Đó. Và chúng ta cũng xóa luôn cái hình lock lúc nãy phía trên. Xóa đi. Ok. Việc bây giờ chúng ta là tạo một cái đường.
biên bám vào đây ra đây bằng cách các bạn chọn cho tôi một hình chữ nhật. Chọn hình chữ nhật. Sau đó các bạn chọn pen. Các bạn đưa hình chữ nhật này xuống phía dưới bằng cách các bạn nhấp Ctrl móc vuông mở đưa xuống phía dưới. Chúng ta sẽ nhấp vào đây một nút. Nhấp vào đây một nút. Ta đóng tắt cái này đi. Tắt nốt cái này đi. Chúng ta chọn pen. Chọn đây một nút. Chọn đây xóa đi. Bây giờ chúng ta cho màu khác để chúng ta tạo cho nó. Sau đó chúng ta kéo ra. Bây giờ chỗ này các bạn chỉ cần ấn nút này. Chúng ta kéo dịch nó ra. Các bạn chú ý nhé. Ta phải nhấp chọn. Đó. Xong ta kéo nó mới ra được. Với cái hình này chúng ta kéo lên đây một chút. Bước tiếp theo các bạn bỏ đường viền của đây phần đây đi bằng cách các bạn cho đường viền lên, các bạn nhấp vào nút đăng không màu. Bây giờ chúng ta đã tạo hình cho nó đã rất là tròn rồi. Việc tiếp theo của các bạn chúng ta cho thêm một đường chạy kỳ đường kẻ màu trắng vào đây. Đó. Đường kẻ này tạo cái sự nhấn mạnh của đồ họa khi chúng ta ghi công ty lên trên này. Chúng ta cho nó với màu trắng. Rồi chúng ta chọn độ dày của đường viền. Chúng ta cho lên đây. Đó. Đường viền này bây giờ chúng ta lại có một cái đường kẻ thẳng phía đây xuống. Bằng cách các bạn kẻ song song với hình khối, chúng ta chọn nút trắng và cho độ dày lên trên. Độ dày này bằng với độ dày của phần kia. Đó. Hai đường này các bạn chọn shift, bạn chọn cùng, các bạn cho 0.7. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cho nó ở đây một cái gradient, tạo cho nó một cái gradient. Các bạn chọn bật phần phim lên, các bạn chọn gradient. Trong gradient này các bạn sẽ bật cái nút dây điện đây lên. Các bạn có thể kéo nó dịch ra. Chọn cho nó phần màu đậm cam này bằng một màu vàng. Chúng ta thả vào đây. Phần này chúng ta xóa đi. Chọn và xóa đi. Phần này chọn chúng ta cũng xóa đi. Chọn chúng ta xóa đi. Chúng ta chọn nút dây điện ta tô lại cho nó vuốt lên trên. Đó. Sau khi đã xong rồi thì chúng ta quay về làm hình khối đây. Chúng ta sẽ đổ bóng cho hình khối này bằng cách các bạn vào Effect, các bạn chọn Effect Gallery. Chúng ta xem ở trong này có phần đổ bóng cho nó không. Đó. Không có phần đổ bóng, ta tắt đi. Ta chuyển sang phần hiệu ứng bên trong thư viện khác. Bằng cách các bạn chọn Windows,
Các bạn chọn tiếp cho tôi phần style. Sau đó các bạn chọn appearance xem nó có không. Ở đây các bạn mở cho tôi vào thư viện, vì cái này là các bạn rất là ít dùng. Chúng ta nhìn vào đây có rất nhiều thư viện, như là chúng ta chọn neon, chúng ta chọn button, chúng ta xem phần bóng, phần bóng này. Đối với phần bóng này các bạn có thể giảm cho nó transparency bằng cách các bạn nhấp vào. Ở đây các bạn có thể sử dụng appearance để tạo cho nó, appearance để tạo cho nó. Đó. Nhìn như thế này thì chúng ta sẽ copy cái mẫu này cũng giống như vậy. Ta nhấp vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta cũng chọn phần đổ bóng đó. Brush này chúng ta thấy là nó tương đối ổn rồi. Bây giờ chúng ta vào bên trong của style, chúng ta chọn thư viện. Thư viện vừa xong là chúng ta nhớ là chúng ta chọn button and door, chúng ta có thể chọn cùng với bóng này. Vậy thì chúng ta phải chọn nó trước, sau đó chúng ta mới chọn nó lại sau. Đấy. Sau khi hình khối đã được xong thì chúng ta sẽ đánh, chúng ta sẽ đánh tất cả, đánh tất cả chữ vào bên trong bằng cách các bạn muốn bịt đi tất cả như này. Chúng ta chọn nút hình chữ nhật, chúng ta kéo che lấp vào đây. Cho khít khẩu giấy, ta đặt sang bên cạnh. Các bạn nhóm toàn bộ này lại, chúng ta chọn Ctrl G, sau đó các bạn đặt hình chữ nhật này lên. Bước tiếp theo chúng ta chọn toàn bộ, các bạn vào Object, các bạn chọn Clip Mask, chọn ấn nút Mask, toàn bộ bìa của chúng ta đã được chói gọn sang bên ngoài. Bỏ qua bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ undo lại một lần nữa để chúng ta chỉnh cái hình màu đen này. Thấp xuống một chút. Kích thước của chúng ta là 21-297. Chúng ta ghi 297 mm. Bây giờ chúng ta mới gói nó vào. Chọn Object, chọn Click Mask Make. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cho xuất hiện chữ. Chúng ta dùng công cụ T, chúng ta đặt nó vào đây. Chúng ta đánh chữ 20 2021. Rồi tiếp theo các bạn chọn giữ phim man xuống phía dưới. Chúng ta chọn chữ. Report.
bây giờ chúng ta sẽ cho phần chữ này. Ta chọn font chữ khác. Với màu chữ này là một màu sẽ chọn này, sau đó các bạn chọn út thử ra nhấp màu vào đây, ra nhấp màu vào hai cái này cùng màu nhé. Đây này, nút nó đây. Phía trên chúng ta cho công ty, chúng ta sẽ để logo ở đây. Phóng to lên, to lên. Chúng ta cho cái tên công ty này bình thẳng lên một chút. Với một cái màu trắng. Hai màu này các bạn chọn cho tôi Pathfinder bằng cách chúng ta vào Windows, chúng ta chọn Pathfinder. Con thấy một cái này đó, các bạn chọn cho tôi. Sau khi đã xong rồi thì chúng ta bắt đầu đánh dòng chữ vào đây. Rồi. Các bạn có thể sử dụng Impressum is doctor. Vân vân gì đó. Chúng ta cho cái hộp này
này thì các bạn có thể sử dụng không phải là character nữa. Riêng chỗ này các bạn có thể chọn Ctrl T, Ctrl T. Đó, các bạn tăng cỡ chữ lên. Bây giờ các bạn nhóm tất cả lại một lần nữa cho nó gọn lại và chúng ta chọn một cái. Các bạn có thể kích thước hộp đấy đặt vào size khác đi, các bạn chọn. Okay. Tôi vừa trình bày kỹ thuật để chúng ta thiết kế một style. Các bạn có thể vào đây. Các bạn bảo rồi, chúc các bạn thành công, chúc các bạn thành công khi mà chúng ta thiết kế một cái tờ đó như này. Bây giờ tôi xin kết thúc clip ở đây. Các bạn chú ý nhé. Các bạn nhớ subscribe cho tôi.